Cảng Cửa Lò là cảng biển quốc tế, cửa ngõ đưa các mặt hàng của Nghệ An xuất khẩu ra thế giới và ngược lại. Mỗi ngày, cảng đón nhận nhiều loại phương tiện tàu thuyền, ô tô chở hàng hóa cùng thủy thủ, thuyền viên, tài xế, công nhân viên ra vào. Có thể nói, cảng Cửa Lò tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Có thể kể đến như tàu thuyền từ các quốc gia trở về, tàu thuyền đến từ các địa phương vùng dịch trong cả nước, ô tô chở hàng hóa từ Lào sang, v.v. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa sản xuất vừa chống dịch, thời gian qua, cảng Cửa Lò đã có sự phối hợp tốt cùng các đơn vị cơ quan liên ngành như đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để kiểm soát các phương tiện vận tải cũng như con người nhằm phòng chống dịch COVID-19 cũng như các loại bệnh tật nguy hiểm khác. Cụ thể, ở cảng đã thành lập tiểu ban chỉ đạo phòng chống dịch, thiết lập các chốt chặn ngay cổng ra vào để phun hóa chất tiêu độc khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt và yêu cầu thực hiện 5K đối với người ra vào. Với các phương tiện tàu thuyền từ các nước, vùng dịch nhập cảnh vào cảng Cửa Lò thì đã có khoa kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đảm trách. Trước khi tàu vào cảng, các cán bộ y tế của khoa kiểm dịch y tế quốc tế sẽ lên tàu thuyền để phun khử khuẩn cho tất cả thuyền viên, thủy thủ khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khám sàng lọc đo thân nhiệt. Có thể nói, cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ ở cảng Cửa Lò là những người đứng mũi chịu sào tuyến đầu chống dịch. Việc di chuyển rửa ra chuẩn néo mốc số 0, nó gặp với những cái trường hợp thời tiết rất xấu thì là sóng to, anh em rất vất vả. Có những người không đi được thì là say hay say sóng và rất mệt mỏi. Mỗi lần lên thuyền thì phải treo thang, có những cái tàu thì rất cao. Hầu như tất cả các tàu thuyền về cảng đều chở hàng, không có hành khách nhập cảnh. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có những tàu thuyền đổi thủy thủ hoặc thủy thủ ốm đau. Lúc này, các cán bộ y tế sẽ thực hiện phân loại cách ly, đưa thủy thủ đi khám, điều trị một cách an toàn, phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2020 đến nay, khoa đã thực hiện tốt công tác kiểm dịch. 100% các loại tàu thuyền vào ra cửa khẩu cảng Cửa Lò, Vít Sai đều được kiểm dịch. Tất cả các phương tiện đều chấp hành tốt điều lệ kiểm dịch khi xuất nhập cảnh. Các thuyền viên trên những tàu thuyền từ vùng dịch cập cảng đều không được phép lên bờ. Những giao dịch nhu yếu phẩm với tàu thuyền này cũng được giám sát chặt chẽ để ngăn sự tiếp xúc gần của đơn vị giao hàng và thuyền viên. Với những tàu thuyền không đến từ vùng dịch cũng bị hạn chế lên bờ. Nếu có việc thật sự cần thiết lên bờ, phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Hàng ngày có rất nhiều tàu thuyền, phương tiện vận tải và con người ra vào cảng để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên thì trước cái diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, thì tại các cổng cảng chúng tôi đặt các bàn kiểm tra. Tất cả người ra vào cảng thì được phải yêu cầu khai báo y tế, sát khuẩn và theo quy định 5K của Bộ Y tế. Còn các phương tiện tàu thuyền đến từ vùng dịch thì phối hợp với CDC Nghệ An phun khử khuẩn trước khi vào cảng. Theo đánh giá của ngành y tế Nghệ An, công tác kiểm dịch ở Cửa Lò đang được thực hiện tốt. Người vào tàu thuyền đều được kiểm soát chặt chẽ. Các lực lượng chức năng đã có sự phối hợp tốt trong việc xử lý các tình huống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.